Hello, mình xin chào các bạn nha. Ở chỗ mấy bạn không biết có mưa không chứ ở mình đây mưa sáng giờ mới tạnh nè bạn. Xung quanh cái gò của mình trồng chuối đồ. Đây là cái con chó này ở nhà hàng xóm nè. Nó cũng vui qua đây nó chơi. Đây là con đốm nhà mình. Mình mấy thấy gốm đây là cái cây cách nè bạn, có như ở đây mình thấy có một số như mọc á, người ta đâu có ăn các bạn, người ta ăn không quen á, ta với hai là người ta không biết cái cây này, người ta không có ăn, chứ cái cây này là cái cây kêu bằng cái cây cách đó. Rồi lúc mình còn nhỏ là thường thường ở quê tháng mùa mưa thì có nước xài xài cái tới mùa nắng đó bạn. Đó, mấy tháng nắng cái bắt đầu nó hết nước rồi mình cái mình chặt cái cây nè, đó, chặt cái cây cách này nè, mình dạt dạt ra là cái mình nấu nước uống, hoặc là cái cây lứt á, cái lứt mà thường thường hồi xưa phụ nữ mà sanh nở đó bạn, mình chặt mình nấu nước cho phụ nữ uống. Đó, cái cách này cũng vậy bạn. Cái cách thì lá này, lá non nè, mình ngắt vậy nè. Rồi cái mình có một số dùng các bạn, người ta xào thịt bò, xào ốc, ăn sống, đó, mình ăn bánh xèo các bạn, đó, mình hái lộn 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 vô mình ăn, đó. Mê luôn, non á. Mấy cái chuối của mình, thì thường thường mấy bạn mình trồng mà thấy cái chuối mà nó bị à, như nó vàng lá các bạn, vàng lá cái nó sụ 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 xuống thì ông bà ta xưa nói chuối nó bị sùng ăn, chứ thật ra là nó bị cũng có bị sùng ăn nữa mà ít các bạn, đa số là nó bị tiếng trùng á, là cái con nó giống như con trùng nó chui vô nó ăn những cái ấy chuối các bạn, nó rễ chuối nó ăn 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 vô đó, rồi nó ăn hết rễ bắt đầu nó vô gốc luôn, cái bắt đầu nó không cái rễ nó không hút được chất dinh dưỡng nuôi thân, cái bắt đầu nó cây nó sụ lá vàng rồi nó tọt lá cái. Như cái cây này mình bị nè, mình trồng hồi cũng 2 3 năm rồi mà vừa lên cái mình đâu biết đâu, cái nó sụ 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 lá cái đó, bắt đầu nó vô tình bữa hổm á mình nhổ lên mình thấy đó, cái bắt đầu mình xịt thuốc đó, cái đu đủ nó cũng bị vậy các bạn, bữa hổm mình xịt 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 mình nó ấy à, chứ không thôi nó tiêu rồi đó, cái đu đủ mình cào cào gốc đó, nó bị như nó ăn lần lần vô các bạn, nó ăn lần lần như vậy nè, nó là những cái con cái mình xịt bạn, mình xịt xịt mua thuốc xịt sâu á, cái mình xịt vô cái nó không có bị à, nó giờ nó tốt à, là gọi là mấy cây có chuối chuối cao lửa bạn, buồn trái nó đỏ 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 đó, mình trồng 2 3 năm mình chưa ăn mà bữa hổm con cũng nhảy cái đó nữa hư, cái mình xịt thuốc á nó ấy lại đó, rồi rễ nó ra cái nó tốt lại. Đây là mấy cái nhãn xuồng của bạn mình nè bạn, nhãn xuồng cơm vàng nè, trái thấy mê luôn, mình không có xịt thuốc và mình không có xịt thuốc đậu trái bạn, nó ra để tự nhiên luôn nè, tại mình mới trồng mà bạn, mình thấy ham quá mình trồng mình cũng không biết cách ấy nè. Nó tới chừng nó chín là nó thơm phức, này nó chưa chín, nó giống như cái màu nó giống như dạng tím nha bạn, nhãn xuồng cơm vàng nhiều lắm mà nó mấy cái này nó rụng nè bạn, một chùm bữa hổm mà biết bao nhiêu trái luôn mà nó rụng, mình không có biết xịt thuốc ấy. Trời mưa trời là trời nó leo lên kìa, rồi nó leo lên nó phá rồi xong luôn phá. Đây có cây xoài xoài Úc mà bông nhiều mà nó còn đựng trái, nhãn xuồng cơm vàng trái thấy mê luôn bạn, mình trồng hơn năm mình cho trái luôn, trái nhiều lắm, cái này đợt rồi nó có bông mà ngay tháng nắng cái nó rụng á, giờ tháng mưa là cái nó ấy. Với hai đất của mình đổ mới đất nó phèn mà
cái cây nằm nó dưới thấp nó không có. Nè, này là nhãn tím nè, cái cây nó màu tím nè. Mình ăn hết mấy chùm mà còn mấy trái. Còn đây là thanh nhãn. Thanh nhãn nè. Mà nó trái nó không bằng nhãn xuồng cơm vàng. Nó có trái nó rụng rồi. Còn mấy trái, bữa hổm trái nhiều lắm mà nó rụng á. Là mấy cái chậu mình, mấy cây mình trồng trong chậu vậy mà nó lại lá nó lại tốt hơn mấy cái cây mình trồng ngoài đất ạ. Do đất á. Nếu bạn mà có muốn có trồng trong chậu á, mình mua cái chậu bự bự mình trồng trái rất là ngon mà. Mấy bạn thấy không? Ờ, trái. Thấy mấy không? Còn cây mình trồng ở dưới kia thì nó tiêu rồi. Đó, những cái cây mình trồng trong chậu là trái này rất là nhiều luôn nè, như cái bưởi này gần cả chục trái luôn các bạn đó, thấy không? À. Đó, mình trồng trong chậu, cái này là mình âm xuống cho gió đựng lại, cũng thật ra nó cái đít nó còn nguyên các bạn chứ không có cắt ra luôn mà đó, mình để vậy đó, trái đó, trong cái chậu á. Còn cây trồng dưới đất nè mấy bạn thấy không, nó muốn lá nó ấy ấy, còn cây trồng trồng lên chậu nó lại tốt. Nói chung mấy bạn mình muốn nhà mà đất xung quanh mình ấy gạch hết trơn, mua chậu bự 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 cái gì mình mua cây ăn trái mình trồng vô nó có trái trơn à, nó đừng sợ lúc trước mình mới trồng về nhiều người nói cây ăn trái mà trồng trên chậu nó không có trái. Đó, mình trồng trái thấy mê luôn. Rồi. Trồng nguyên một hàng. Cây nè, mới trồng mấy tháng à. Trời mưa. Hỏi nữ hoàng của mình nè. Đó. Này là ổi nữ hoàng, đất của mình mới đổ nhưng nó bị phèn quá mà. Nó trồng lâu rồi mà nó không có sung nổi chứ, theo mà đất nó không bị phèn trồng nó tốt. Những cái mận của mình mới trồng đây là cái ổi, ổi gì ta, ổi ruby các bạn, bông thấy mê luôn. Mình cũng cho trái luôn, mới mấy tháng kệ cho trái hết. Đây nữa nè, cái nhãn hôm gần thì quay cho mấy bạn nè, nó thấy không, này nó to nè, trái thấy mê luôn. Cái này là nhãn nhãn Thái nhãn gì đó. Có ba cái đầu cá cái mình ngâm á, mình tưới giùm nó tốt ghê hồn mấy bạn, lá nó xanh mơn bóng luôn. Mấy cái chuối này hồi lúc trước mình đào về nó trong cái rễ nó cũng bị ấy bạn, rồi cái mình mua thuốc xịt sâu á, xịt sâu cho mấy cái cây, rồi cái mình xịt chung quanh gốc vậy nè, rồi nó xanh luôn mà chứ nó không có bị ấy ha. Thì thường thường mấy bạn mình trồng chuối mình mấy bạn mình cố gắng mình mua thuốc xịt sâu á, lâu lâu mình xịt vô gốc mà dài dưới gốc này nè cho nó đừng ấy ha. Đó là những cái con đó nó không có nữa, chứ đa số là trồng chuối là thấy lâu 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 là có một bụi hai bụi nó bị tụ tiến trùng đó. Thì nó sẽ làm cho cây chuối nó ấy luôn ha, nó ăn hết rễ của người ta, là lấy đâu cái nó hút được dinh dưỡng mà để nuôi thân, thì từ từ cây chuối nó sẽ sụ sụ ra lá thì nó sẽ tiêu luôn ha, tiêu lan nguyên nguyên cái vườn luôn á, mới đầu bụi hai bụi dưới là từ từ nguyên một vườn đó. Đi ra đi vô nhìn thấy cái nhãn này mê quá nằm mà bạn chưa thơm trồng mà không có xịt thuốc gì trơn, mà chỉ lâu lâu à
có sâu mình xịt thôi. Còn cái cây này nó yếu muốn ấy. Cây này bữa hổm trái còn nhiều nữa mà nó rụng muốn hết rồi. Nè mấy bạn thấy không? Mấy cái này nó rụng nè. Còn ít trái. Rồi cây này nó cũng nhỏ. Bây giờ mình quay mình chia sẻ cho các bạn ha, đó cách sáng trời mưa không có làm gì, vòng vòng clip cái gò của mình quay cho các bạn xem ha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo ha. Bye bye.